Hôm nay sư sẽ giảng một bài pháp các Phật tử đang tu tập ở tại chùa Bụt Mộc, chùa Pháp Duyên Tự hôm nay. Bài pháp có chủ đề là chúng sinh luân hồi sinh tử. Tất cả chúng sinh muôn loài ở trên thế gian này đều đang sống ở trong cái vòng luân hồi tái sinh. Luân hồi có nghĩa là khi mà một người mình chết đi rồi, mình lại đi đầu thai, đi tái sinh, luân hồi về một cái kiếp sống mới. Tất cả chúng sinh muôn loài vậy, tụi con người mình cũng luân hồi sinh tử như vậy. Đến tất cả các loài khác, không phải là loài người, dù đó là các vị chư thiên hay là các chúng sinh ở hàng ngã quỷ, hay là chúng sinh ở dưới địa ngục, hay là các cái loài bằng sinh, súc sinh, thì tất cả chúng sinh như vậy đều đang sống ở trong cái vòng luân hồi. Tức là khi cứ chết rồi lại đi luân hồi tái sinh sang một kiếp sống mới, chết rồi lại đi luân hồi tái sinh sang một kiếp sống mới. Như thế cho nên được gọi là luân hồi tái sinh. Khi mình sinh làm người thì mình quên mất những kiếp trước, mình không nhớ. Chứ thực ra tất cả chúng sinh đều có những kiếp trước hết. Từ đâu mà sinh về đây, rồi khi chết mình lại luân hồi tái sinh về đâu ấy, thì mình không nhớ thôi. Còn như Đức Phật dạy rằng là những cái kiếp sống trong quá khứ của mỗi một con người nó rất là nhiều, nhiều vô cùng tận, nhiều mà mình không thể nào nhớ hết được. Bây giờ mà có thể lấy tất cả những cái vật chất ở trên đời này, tức là lấy những cái cành cây, những cái lá cây, những cục đất, những cục đá để mình xếp lại, đây là cái kiếp trước của tôi, đây là kiếp thứ hai, đây là kiếp thứ ba, đến cho đến 100 kiếp trước, 1.000 kiếp, 10.000, 100.000 kiếp, 1 triệu kiếp, hàng 10 triệu kiếp, hàng vạn vạn ức ức những kiếp về quá khứ. Nhưng mình cũng không bao giờ thấy được những cái kiếp quá khứ cuối cùng. Tức là một cái người mình đã từng trải qua rất nhiều những cái kiếp sống như vậy, đã đi đầu thai, đi luân hồi tái sanh, trải qua những cái chuỗi dài sinh tử như vậy. Có lúc thì mình sinh làm người, nhưng cũng có lúc thì mình sinh làm các cái loài súc sinh, trâu bò, lợn gà, chó mèo, heo dê, rồi cho đến cả cái loài sâu bọ, côn trùng đều đã từng trải qua hết. Con người ta luân hồi nhiều, mình đã từng trải qua nhiều cái thân như vậy, đã mang rất là nhiều cái thân khác nhau, những cái kiếp sống khác nhau, những cái mạng sống khác nhau. Có những kiếp thì sinh ra ở cõi ngã quỷ, địa ngục, súc sinh, có những kiếp sinh làm người, có kiếp sinh làm chư thiên, cứ chết rồi lại đi tái sinh sang kiếp sống khác, cứ liên tục như vậy. Cho nên Đức Phật mới gọi là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Tức là nếu như mình đã từng trong một kiếp người mình đã từng than khóc những cái lúc mình đau khổ ấy, mình đã từng than khóc, như là than khóc những người thân qua đời, hay là than khóc khi mình bị đánh đập, mình bị hành hạ, hay những cái lúc mình buồn tủi, mình khổ đau, than khóc. Nhưng mà chỉ một trong một kiếp sống của mình mà tích lũy lại thì nó chỉ có một cái số lượng nước mắt rất là ít, không có nhiều, nó không đáng bao nhiêu. Nhưng mà tích tụ nhiều đời, nhiều kiếp lại như vậy, mỗi một kiếp mình đã từng khóc bằng đấy, tích tụ lại, gọi là mỗi một kiếp mình đã từng khóc khoảng một thau nước hay một thùng nước mắt đã từng tuôn rơi. Nhưng mà tích lũy lại 100 kiếp về trước, 1.000, 10.000, 100.000, hàng triệu, hàng tỷ, hàng vạn vạn kiếp về trước, thì cái số lượng nước mắt ấy mà gom lại, gom góp lại thì nó nhiều bằng nước biển, nó còn nhiều hơn nước biển. Đấy, nó một cái con người đã từng tái sinh nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Hay là Đức Phật cũng nói rằng những cái kiếp mình sinh làm các loài trâu bò, heo dê húc nhau, giết nhau, hay là mình đã từng bị giết, bị mổ, bị phanh da xẻ thịt, và cái máu của chúng sinh đã từng tuôn rơi, từng tuôn chảy xuống mà thâu gom, gom góp lại còn nhiều hơn nước biển. Mỗi một kiếp mình đã từng vào ra sinh tử, mình đã từng trải qua những cái sự đau thương như vậy.
gom góp lại thì nhiều như thế. Tức là mình đã từng luân hồi tái sinh, nó dài như thế, nó nhiều như thế. Và cũng vì vậy cho nên khi mà mình sinh ra ở cái kiếp người này, mình sẽ thấy mỗi người có những cái tính cách nó rất là khác nhau, cái tính tình, tính cách nó khác nhau. Khác nhau về cả về hình tướng, thân thể con người vậy. Có người đẹp, có người xấu, có người rất là hiền lành, có người rất là hung dữ, có người thì thiên về cái tánh tham, có người thì nặng về cái tánh sân hận, có người thì nặng về tánh ngu si, nhưng mà cũng có người thì lại thiên về cái tánh trí tuệ, có người thì thiên về cái tánh tư duy, có người thiên về cái tánh đức tin. Mỗi người có mỗi cái tánh tình, mỗi cái tâm tánh của con người nó có cái sự khác nhau. Và những cái tính cách, cái tâm tánh của con người nó khác nhau, nó cũng có cái sự ảnh hưởng đến những cái kiếp sống mà mình đã trải qua. Như có những người mà mình đã từng ở những cái cõi khổ đau sinh lại cõi người. Như có những kiếp, có những người kiếp trước mình từng là những cái chúng sinh, như là các cái loài súc sinh sinh lại làm người chẳng hạn. Cho nên là có những người nó vẫn còn có những cái tập khí, cái tính cách nó còn có ảnh hưởng. Ví dụ có những người làm sao bây giờ nó lăng xăng như con khỉ, nó chạy nhảy lung tung, nó không có ngồi yên được. Giống như cái người nào mình đã xem phim Tôn Ngộ Không, thấy Tôn Ngộ Không chạy nhảy lăng xăng, bây giờ ai có cái tính giống vậy không? Ấy thì những người mà như vậy thì thường thường mình đã từng, ví dụ như cái người nào kiếp trước mình từng làm khỉ, giờ sinh lại làm người, thì cái bản tính của cái con khỉ nó vẫn còn ảnh hưởng đến cái tính cách của cái người ấy. Hay là có những cái người thì có cái tính giống như con heo, ăn no ngủ nhiều. Và có những người thì có cái tính hung dữ như con cọp, như con sư tử. Đấy nó cũng là ảnh hưởng bởi những cái tính cách trong những kiếp quá khứ. Hay là có những người thì rất là thánh thiện, ưa thích làm những cái việc thiện, giống như là các vị chư thiên, thiên thần vậy. Cho nên là có những người trên đời người ta là những vị chư thiên ở trong những kiếp trước, rồi sinh lại làm người, thì những cái người ấy vẫn có cái ảnh hưởng, cái văn hóa của các vị chư thiên vẫn còn có ảnh hưởng những cái tính cách đấy. Cho nên là có những người người ta sống, người ta rất là hào phóng, rất là có cái tâm tánh rất là hướng thiện, nhưng mà cũng có những người thì rất là hung dữ độc ác trên đời. Thì đấy là bởi vì con người đi luân hồi tái sinh, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều những cái cõi sống khác nhau. Như vậy thì từ rất nhiều các cái cõi sống mình đã sinh lại làm người. Tuy là làm người nhưng bây giờ nếu như mà mọi người mà có được cái trí nhớ được về kiếp trước thì mình sẽ thấy mỗi người đã từng ở một cái cõi sống khác nhau sinh về đây. Như Đức Phật thì Ngài có thể thấy được kiếp trước của tất cả mọi người, Ngài thấy rõ. Có những người thì là chư thiên mình sinh lại làm người này, có những người mình từ con người rồi lại tái sinh lại làm người, có những người từ là súc sinh tái sinh lên làm người. Mà súc sinh thì đa dạng muôn loài chúng sinh, có những loài ở trên không như chim chóc, có những loài ở dưới nước như tôm cá, có những cái loài ở trên mặt đất, trâu bò lợn gà, thì rất là nhiều chúng sinh muôn loài như vậy. Có những cái loài đấy khi chết sinh lại làm người, có những người thì từ địa ngục ngã quỷ súc sinh, khi chết thì lại luân hồi tái sinh lại làm người. Cũng như vậy khi mà những cái con người ở trên thế gian này, khi chết rồi thì lại tiếp tục đi luân hồi tái sinh về những cái kiếp sống mới. Có những người bắt đầu từ những cái kiếp người này, khi chết sẽ tái sinh làm các vị chư thiên. Nếu như cái người nào ấy mà sống ở trên đời này mà người ta hay làm những cái việc thiện, như là hay tạo ra những công đức phước này, ví dụ như người đấy hay bố thí là cái cách dễ nhất để sanh làm các vị chư thiên ở sau này. Các vị chư thiên người ta rất là hay bố thí. Hay là những cái người nào mà người ta hay làm những cái việc thiện, như là người ta có cái giữ được năm giới, người ta hay giữ giới, người ta tránh sát sinh, tránh trộm cắp, tránh tà dâm, nói dối, uống rượu. Những người mà người ta sống, người ta biết tránh những cái việc bất thiện như vậy,
người ta không tạo những điều tội lỗi, thì những người ấy khi chết người ta cũng có thể sinh làm các vị chư thiên. Hoặc là có những người thì sống ở trên đời này, người ta có những cái đức tin, người ta cung kính các bậc thánh nhân, như là người ta cung kính Đức Phật, kính lễ Đức Phật. Người ta, với một cái người mà hay đi chùa lễ Phật này này, mình có cái tâm thành kính, có cái tâm cung kính. Đấy, thì ngay cái tâm thành kính cung kính này cũng đủ để cho cái công đức để cho mình sinh làm các vị chư thiên ở các cái cõi trời, các cái cõi thiên giới khác nhau. Hay là cái người hay tụng kinh, hay nghe giảng Phật Pháp này, cũng là cái nhân để cho mình sinh làm chư thiên ở tương lai. Hay là cúng dường hương hoa, đăng trà quả thực. Đấy, thì đấy là những cái nhân của một cái người có thể sinh làm chư thiên được. Có rất nhiều cái cách lại sinh làm chư thiên. Cũng có những người, khi một số người khi chết rồi thì mình lại nên luân hồi tái sinh lại làm người. Và cái nhân tái sinh làm người cũng giống như cái nhân tái sinh làm chư thiên vậy. Là cái người đấy hay làm các việc thiện như bố thí này, hay là làm việc thiện như là mình giữ giới này, có cái tâm cung kính những bậc cao thượng, thánh nhân như là kính lễ Phật Pháp Tăng, nghe giảng Phật Pháp, siêng năng lễ Phật, tụng kinh, học đạo tu tâm. Đấy là cái công đức của cái phước lành của cái sự học đạo tu tâm. Hay là cái người đấy sống trên đời tránh không làm những việc ác, không tạo ra những điều tội lỗi trầm trọng gì, thì khi chết rồi mình có thể mình lại sinh lại làm người được. Đấy là cái mình sẽ đấy, cứ luân hồi như thế. Có một số người thì khi chết rồi sẽ luân hồi về những cõi sống thấp kém. Có một số người nếu cái tâm của mình mà phiền não ô nhiễm nhiều thì khi chết sẽ sinh về cõi thấp kém. Nên là cái người nào mà có cái tánh tham nam nhiều, bỏn sẻ, tham nam bỏn sẻ, mà mình hay có cái tâm ưa thích lưu luyến, tức là quá nặng tình cảm. Nhưng có những người thì người đó nặng về cái tài sản vật chất, ưa chuộng vật chất, tham đắm vật chất, vì cái tâm mà quá là tham luyến, tham đắm đối với tài sản vật chất, nhà cửa, quần áo, tiền bạc, những cái vật chất gì mình quá là coi trọng. Thì những người đấy khi chết sẽ sinh làm những cái cõi rất là thấp kém. Đó là sinh làm những cái loài quỷ, ngã quỷ. Làm ngã quỷ để mình bảo vệ, giữ gìn những cái tài sản đấy. Hoặc mình sinh làm những cái loài súc sinh để mình sống, mình trông coi những cái tài sản ấy. Đấy là cái tâm thấp kém của con người, mình sẽ sinh về cõi thấp kém. Có những người sống ở trên đời này có cái tâm ngu si, đần độn, không có biết phân biệt tốt xấu. Tức là cái người nào mà sống ở trên đời ấy, mình không có cái quan điểm là có nhân quả, và hay là cái người đấy cứ nghĩ là chết rồi là hết, sẽ không có những kiếp sau nữa. Cho nên là những cái việc thiện không có cái quả báo an vui, những cái người nào làm việc ác cũng không bị cái quả báo khổ đau. Tức là cái người ta cứ quan điểm như thế là trên đời này không có, chỉ có cái kiếp này thôi, chết rồi là hết, không còn kiếp sau nữa. Thì đấy được gọi là cái người ngu si, không có trí tuệ, không hiểu biết về nhân quả, không có hiểu biết về cái nhân sinh, cái lẽ công bằng của sinh tử, là có cái nhân tốt xấu. Vì cái người thiếu hiểu biết như vậy do không được học Phật Pháp, do cái người đấy gọi là không thân cận các bậc thánh, các bậc chân nhân, các bậc thiện tri thức, cho nên người ta không được nghe những cái pháp cao thượng của các bậc thánh nhân, của các bậc chân nhân, của các bậc thiện tri thức. Vậy là những cái người khi sống mình hay kết giao với những người ngu, thân cận với những người ngu, không thân cận với những bậc trí tuệ, thì những người ấy mình không được học những cái giáo pháp cao thượng, không được học những cái giáo pháp chân chánh. Và chính vì vậy cái người ấy sẽ là cái người si mê, tà kiến, ngu si, không có trí tuệ, không có cái sự hiểu biết đúng chân lý, đúng với sự thật. Cho nên cái người ấy rất là ngu si, và khi chết phải tái sinh vào làm những loài ngu si. Thì các loài muông thú là những loài ngu si. Các loài muông thú nó không biết phân biệt thiện ác, tránh tà, phải trái, đúng sai, hay dở, tốt xấu gì hết.
đó chính là cái tâm lý ngu si, không thân cận những bậc chân nhân, những bậc thánh nhân, các bậc thiện tri thức, thì cái người ấy sẽ tạo ra cái nhân ngu si như vậy. Và cái người ấy khi làm những việc tội lỗi không thấy hổ thẹn, không thấy ghê sợ những việc tội lỗi ấy, vì họ nghĩ rằng đâu có tội phúc gì đâu, chết rồi là hết. Đấy, cái suy nghĩ ấy rất là nguy hiểm. Cái người có tư tưởng như vậy sẽ rất là nguy hiểm, sẽ khi chết dễ tái sinh làm những cái loài súc sinh muôn loài. Đấy là cái luân hồi tái sinh là như vậy. Rồi cũng có những người ở cái cõi người này, khi chết mình sẽ phải sinh vào những cõi khổ đau như là cõi địa ngục. Có những người khi cái tâm tánh ở trên đời nó quá là bất thiện, quá là độc ác. Có thể là cái tâm tham thì ai cũng có, nhưng mà có người ta cái tâm tham nó ít thôi, nó nhẹ, thì người ta cũng không làm những cái việc tội lỗi nhiều. Nhưng có những người cái tâm tham người ta rất là lớn, cái tâm tham người ta rất là mạnh, cái tâm tham người ta rất là dữ dội, cho nên người ta sát sinh, trộm cắp, tả dâm, nói dối, uống rượu, làm đủ các việc tội lỗi, hại mình, hại người. Vì cái tâm tham ấy người ta tạo ra rất nhiều tội lỗi. Có những người vì cái tâm sân hận nó rất là lớn, tâm sân hận nó rất là mạnh, vì cái tâm sân hận ấy mà người ta làm những cái việc tội lỗi, người ta có thể giết người, giết các chúng sinh muôn loài, làm tổn hại đến người khác, hãm hại người khác, đau khổ cho những chúng sinh khác. Rồi người ta lấy trộm cắp của người khác, phá hoại những tài sản của người khác, làm cho người khác bị đau khổ về tinh thần hay là về thân thể. Rồi từ cái tâm sân hận ấy, người ta phát ra thành những lời nói sân hận, thành những cái lời nói chia rẽ khiến cho người khác mâu thuẫn nhau, những cái lời nói kích động khiến cho người ta đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau, mâu thuẫn với nhau, những cái lời nói phỉ báng, mắng nhiếc, những cái lời nói thô tục bậy bạ. Đấy là do cái tâm sân hận nó có thể phát ra thành những lời nói tội lỗi lớn, thành những cái hành động tội lỗi lớn, cho nên người ta tạo thành những cái ác nghiệp lớn. Thì cái ác nghiệp ấy nó chất chồng từ ngày này qua ngày khác, thì đến lúc chết cái người ấy sẽ phải tái sinh xuống cõi địa ngục, bị các cái loài quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa hành hạ, phanh thây xẻ thịt, hay là bị những cái quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, người ta dìm vào những chảo đồng sôi, người ta cho uống nước đồng sôi, ăn hòn sắt nóng, người ta sẽ hành hạ, ôm vào những cái cột đồng cháy bỏng, hay là bị thiêu đốt ở trong các cái cõi địa ngục khổ đau. Thì những cái cõi này nó đều có, nhưng mà cái mắt thường con người không nhìn thấy. Nhưng mà với những người nào có tu tập tâm linh thanh tịnh thì có thể phát triển được những cái thiên nhãn, có thể thấy được các cõi địa ngục, thấy được các cái vị chư thiên ở các cõi trời khác nhau. Nhưng Đức Phật thì thấy cái điều đó một cách rõ ràng, hay là các bậc thánh nhân đệ tử của Đức Phật, những bậc tu hành đắc đạo thì thấy những cái điều đó một cách rõ ràng. Vậy thì cho nên là Đức Phật mới thấy rằng là tất cả chúng sinh luân hồi sinh tử từ đời này qua đời khác, từ kiếp sống này qua kiếp sống khác. Rồi khi mình cứ sinh ở cõi người rồi chết, có thể mình lại sinh làm người hoặc làm chư thiên rồi chết, rồi lại tiếp tục cứ đi, cứ luân hồi hoài hoài mãi mãi như vậy, không bao giờ ngừng nghỉ cái dòng luân hồi này. Khi nào mà cái phiền não nó còn thì mình sẽ còn luân hồi tái sinh, khi nào phiền não hết thì mình mới hết luân hồi tái sinh. Vậy bây giờ mình muốn biết sau khi chết ở đây mình sẽ tái sinh về đâu, mình có biết được khi chết mình sẽ sinh về đâu không? Bây giờ muốn biết thì phải làm sao? Muốn biết bây giờ thì mình hãy cần phải hướng về nội tâm của mình ấy, xem cái tâm của mình nó cái tâm gì nó mạnh, thì mình sẽ biết tương lai mình sẽ sinh về đâu. Nếu người nào mình thấy trong tâm mình có tâm sân hận nó mạnh, nó nhiều, nó lớn, nó ức chế, nó chi phối, nó an trú mình thường xuyên, mình cảm thấy luôn luôn bị những cái phiền não về sân hận, hay là cái tâm ác ý, hay là những cái tâm ganh tị, hay là những cái tâm tật đố, hay cái tâm bỏn sẻn san tham, những cái tâm mà nó bị chi phối bởi những cái tâm sân hận bất thiện này lớn, nó lớn quá, thì cái người ấy thậm chí không thể khống chế được hành động,
và lời nói cũng luôn luôn nói ra những lời sân hận, luôn luôn phát thành những cái hành động sân hận, đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau, thường xuyên liên tục như vậy nó diễn ra cho đến lúc chết mà người đấy không sửa đổi cái tâm tánh đấy, không thay đổi cái tâm tánh ấy, không từ bỏ tâm tánh ấy thì biết chắc là người đấy sẽ đọa vào địa ngục ở tương lai. Còn nếu như mà cái người ấy có cái tâm sân hận đấy, nó vơi hơn, nó nhẹ hơn một chút thôi, nó nhẹ hơn một chút thôi, nó không quá là độc ác thì cũng có thể sẽ tái sinh làm những cái loài chúng sinh, súc sinh có những cái sự sân hận, như làm các cái loài rắn độc, làm các cái loài mãng xà, hổ báo, sư tử, những cái loài mà có cái độc hại, tức là những cái loài thú hung dữ. Đấy là mình sẽ nhìn trong cái tâm tánh con người thì sẽ biết được khi một cái chúng sinh ấy chết sẽ luân hồi tái sinh về đâu. Cũng như vậy, một cái người mình nhìn vào cái tâm của mình, mình thấy có cái tâm tham nó lớn, mình luôn luôn có cái tâm tham đắm, tham là cũng là tham ái, tham luyến, có thể là người đấy mình tham ái về cái thân thể mình, luôn luôn chăm sóc cho cái thân, quý mến cái thân, ưa thích cái thân, hoặc là cái người đấy lại có cái tình cảm nó sâu nặng với bà con quyến thuộc, hoặc người ấy có cái tâm tham luyến đối với tài sản, đối với tiền của, đối với vàng bạc. Nhất là cái người nào khi mà tài sản nhiều quá, khi mình làm mấy cái chum vàng chôn xuống dưới đất ấy, đến lúc chết tâm mình cứ nhớ đến cái đó, mình cứ lưu luyến, mình không muốn rời xa, mình không lo sợ, không biết tài sản này của ai. Vì cái tâm đấy nó bị trói buộc bởi những cái tài sản lưu luyến như vậy, thì những người ấy khi chết hay sinh làm những cái loài ngã quỷ, hay sinh làm những cái loài thấp kém khổ sở, không sinh về cái cõi cao thượng an lành được. Thế là vậy, thế là người nào có cái tâm tham mạnh thì cái tâm tham ấy mình cũng phải trừ diệt, nếu không thì từ tâm tham mình sẽ sinh về cõi khổ đau. Như vậy, nếu như mình nhìn vào trong tâm mình biết rằng cái tâm của mình nó rất là si mê, phóng dật, năng xăng, nó hoài nghi. Thế trong tâm mình bây giờ ai nói những cái điều đúng nhưng mà mình luôn luôn hoài nghi, mình nghi ngờ là không biết nó có kiếp trước hay không, hay có kiếp trước, không biết là Đức Phật có thật hay là không có thật, hay là những cái lời Đức Phật dạy không biết là đúng hay sai, hay là Đức Phật dạy là có địa ngục nhưng mà mình không biết là có địa ngục thật hay là đó chỉ là răn dạy thôi, hay là nói rằng có cõi trời chư thiên mình cũng nghi ngờ, mình không biết có thật hay là chỉ là trong kinh Đức Phật nói như vậy để cho mọi người hướng đến đạo Phật để tu tập, không biết nó có thật hay không. Nếu như cái tâm con người ta mà có cái sự hoài nghi như vậy thì đó chính là tâm ngu si nhé, si mê là hay hoài nghi như vậy, hay là cái tâm con người ta phóng dật, năng xăng, phóng dật là thích cái gì nó cũng làm, cái gì nó cũng không đến nơi đến chốn. Ví dụ như là mình muốn ngồi học bài nhưng mà mình chỉ ngồi được một lúc là lại muốn đứng lên đi chơi, không có làm được một cái gì nó trọn vẹn, tức là cái người có cái tánh phóng dật là không muốn làm một cái việc gì cho nó xong, cho nó có đầu có cuối. Ngồi tu tập thì cũng được một lúc là phải đứng lên đi lại, chứ không muốn ngồi trọn vẹn từ đầu đến cuối. Thích năng xa năng xăng thì hay là ngu xê không biết phân biệt những cái điều tốt xấu, thiện ác chánh tà, hay là những người không muốn thân cận những cái môi trường cao thượng, tức là những cái người đấy người ta không muốn đi gặp gỡ tiếp xúc với những bậc chân nhân thánh nhân, tức là hay là không bao giờ muốn đến chùa, không bao giờ muốn nghe giảng Phật pháp, không bao giờ muốn học những điều hay lẽ phải, không bao giờ muốn tiếp thu những cái điều tốt, những cái kiến thức tốt, những cái văn hóa tốt. Người ta cứ sống một cái cuộc sống vô nghĩa như vậy, không có học hỏi, học tập hay là tiếp thu những cái điều tốt gì cả. Thì những cái người đấy là những cái người rất là ngu si, những cái người đấy là những người rất là ngu đần, những người đấy là những người sống rất là hạ nhiệt, sống rất là thấp kém, thiếu văn hóa, thiếu trí tuệ, thiếu đạo đức. Thì những cái người đấy thiên nặng về cái tánh si mê. Cái người tánh si mê như vậy khi chết sẽ thinh làm súc sinh, hay là những người hay giết hại chúng sinh muôn loài cũng vậy.
hay là những người hay ăn trộm cắp, hay tà dâm, hay nói dối, hay uống rượu cũng vậy. Khi người ta chết, người ta sẽ tái sinh về những cái cõi rất là hạ liệt thấp kém, đó là sinh làm súc sinh. Vậy thì bây giờ căn cứ vào trong nội tâm thì mình sẽ biết được cái tâm của mình nó thiên hướng về cái gì nhiều. Tham nó mạnh hay là vô tham nó mạnh, sân nó mạnh hay là nó yếu, si nó mạnh hay nó yếu. Hay là có những người mình quan sát nội tâm mình thấy là cái tâm tham của mình tuy nó có nhưng nó không nhiều, nó ít thôi, nó không lớn. Tâm sân của mình nó cũng không nhiều, cái tâm si nó cũng không nhiều. Và mình là một cái người thiên nặng về cái trí tuệ, thích học hỏi giáo pháp, thích thân cận những cái môi trường cao thượng, như là thích đi học đạo, thích tu tâm, thích làm những cái việc thiện, thích tu tập nội tâm để cho nội tâm của mình nó được thanh tịnh, như là mình thích nghe giảng Phật pháp, thích tụng kinh, thích nghe pháp, thích ngồi thiền. Những cái người đấy là người thiên nặng về trí tuệ. Thì những cái người như vậy thường khi chết rồi sẽ tái sinh về những cõi rất là cao thượng, như là làm các vị chư thiên ở các cái cõi thiên giới, hoặc là sẽ sinh lại làm người, là những cái người thông minh trí tuệ ở trên đời. Đấy là căn cứ vào trong nội tâm. Vậy thì mình biết được sau này khi chết mình sẽ luân hồi tái sinh về đâu. Vậy thì bởi vì Đức Phật thấy rõ được tất cả chúng sinh đang ở trong cái gọi là sinh tử, trong cái luân hồi sinh tử, và Đức Phật thuyết giảng cái giáo pháp của Đức Phật, thuyết giảng nên những cái phương pháp tu tập, giảng dạy những cái phương pháp, những con đường tu tập để cho tất cả chúng sinh, những người nào hiểu được cái pháp của Phật và thực hành theo cái pháp của Đức Phật là hướng đến cái mục đích là để giải thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này, để giải thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Vậy cho nên là Đức Phật là bậc đã giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử, và Ngài dạy cái giáo pháp để đi đến cái sự giải thoát khỏi luân hồi sinh tử ấy. Vậy thì mỗi một người đến chùa học đạo tu tâm là mình phải biết được là cái mục đích của mình học đạo tu tâm là để làm gì, là để giải thoát ra khỏi cái khổ đau sinh tử, để giải thoát ra khỏi cái luân hồi tái sinh này. Thì cái người đấy mới là cái người có đúng cái thực hành, đúng theo giáo pháp, đúng cái tư tưởng, đúng cái nguyện vọng, cái mong cầu chân chánh của một cái người Phật tử là như vậy. Thì Đức Phật là bậc đã giác ngộ, thì cái người học đạo đệ tử Đức Phật thì cũng luôn luôn hướng đến cái mục đích là mình giác ngộ giống như Đức Phật. Đức Phật là bậc đã giải thoát ra khỏi cái khổ đau sinh tử, thì Đức Phật cũng giảng dạy cái con đường đi đến giải thoát khổ đau sinh tử ấy. Mà cái nguyên nhân khiến cho chúng sinh luân hồi sinh tử chính là các cái phiền não, tham sân si là những cái nguyên nhân khiến cho chúng sinh phải luân hồi tái sinh. Và khi nào một người tu tập để đoạn trừ được những cái phiền não, những cái tham sân si này, thì sẽ giải thoát ra khỏi cái vòng tái sinh này. Và vậy thì cái mục đích của cái người mà mình học đạo tu tâm theo giáo pháp của Đức Phật là để mình hướng vào trong nội tâm của mình, để mình biết được khi tâm mình có tham, mình phải biết được đây là tâm tham, và tâm tham này sẽ là nguyên nhân khiến cho mình đi luân hồi vào những cõi khổ đau. Và mình cần phải đoạn trừ, dứt bỏ, trừ diệt cái tâm tham ấy. Vậy cho nên mỗi khi một cái tâm tham nó khởi lên thì mình phải tinh tấn đoạn trừ. Sân hận nó khởi lên vậy, mình phải nhìn vào cái tâm sân hận ấy. Mình biết rằng tâm sân hận này sẽ là cái nguyên nhân khiến mình tạo ra nhiều tội lỗi và khi chết phải đọa vào những cõi khổ đau. Cái tâm si mê tà kiến nó khởi lên, mình cũng phải suy xét như vậy để đoạn trừ đi những cái tà kiến phiền não khổ đau. Vậy thì những cái pháp môn tu tập, tất cả những pháp môn tu tập là như thế. Đức Phật đều chỉ dạy cho mình đoạn trừ những cái tội lỗi, những cái nguyên nhân của khổ đau, và để cho mình đạt được cái sự an vui. Thì cái việc tu tập nó phải đi tuần tự từ thấp đến cao. Đầu tiên là phải tu thân, tu khẩu, rồi đến tu ý. Tu thân ở đây thì đầu tiên là mình phải sửa đổi
những cái hành động ở nơi thân. Như là những cái hành động nơi thân, trước kia thì mình hành động theo thói quen, theo sở thích, có thể tạo những cái việc tội lỗi như sát sinh này, trộm cắp, tà dâm. Thì bây giờ cái người tu thân ấy là cái người đấy mình cần phải ngăn ngừa, mình không được để cho thân của mình nó làm những việc tội lỗi. Sát sinh từ cần phải từ bỏ, không sát sinh, không giết hại mạng sống của chúng sinh. Đấy là mình đã dứt đi được một cái tội lỗi để sau này mình không phải tái sinh làm những cái kiếp sống khổ đau. Khi mà mình có lấy trộm cắp thì mình phải biết rằng cái hành động trộm cắp này sau này sẽ khiến cho mình tái sinh làm những cái loài như là làm trâu để kéo cày, làm ngựa để kéo xe, làm những cái con súc sinh để cho người ta nuôi, người ta giết, người ta lấy máu, lấy thịt, người ta làm thực phẩm, thức ăn. Đấy là một cái sự trả nợ của cái hành động trộm cắp. Bởi vì khi chết rồi, một cái người tin rằng mình có luân hồi tái sinh như vậy thì mình sẽ luôn luôn thấy sợ hãi đối với những cái việc làm tội lỗi, thì sau này mình phải trả cái quả báo khổ đau ở những cái kiếp tái sinh về sau. Những cái người mà tà dâm cũng thế, khi sau này mình sẽ phải sinh làm những cái loài muông thú, cái loài gia cầm, chim thú, làm những cái loài rất là thấp kém. Người nói dối hay uống rượu cũng thế, luôn luôn phải sinh làm những cái loài súc sinh thấp kém như vậy. Vì vậy nên là mình tránh xa tu thân, và mình cần phải giữ gìn mình không được làm những việc tội lỗi ấy, mà mình cần phải làm những cái việc có lợi lạc, có lợi ích, như là biết lễ Phật, biết tụng kinh, biết ngồi thiền, biết học đạo tu tâm. Vậy khi mình tu là tu ở cái lời nói, mình phải từ bỏ những cái lời nói thô tục, những cái lời nói nếu náo, bất thiện, dối trá, những cái lời nói chia rẽ, những cái lời nói công kích, phỉ báng, mắng nhiếc. Những cái lời nói ấy mình cần phải từ bỏ. Mình phải tập cho mình có những cái lời nói hiền hòa, tập cho mình nói nên những cái lời nói, biết nói những cái điều cao quý, cao thượng, tức là khuyến khích những người khác làm những cái việc lành, tránh những cái việc ác, chỉ nói về giáo pháp, nói tức là cái người học đạo thì mình biết cái đạo lý mà mình chỉ nói về những cái đạo lý ấy, chứ mình không có nói những cái điều mà khiến cho người khác khổ đau, phiền não, khởi nên tâm bất thiện, mà chỉ nói trong những cái điều mà khiến cho mọi người khởi nên những cái tâm thiện, khởi nên cái sự an vui, diệt trừ đi những phiền não. Như vậy sau đó mới đến cái việc tu tâm, tu về cái ý để đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si. Tu tập ấy bằng cái cách đó là thường xuyên nghe giảng Phật Pháp, thường xuyên học những cái lời dạy của Đức Phật, học những cái bài kinh. Mà khi mình học những cái bài kinh, mình phải ôn đi ôn lại, học đi học lại, học cho nó thuộc lòng những cái bài kinh có những cái ý nghĩa sâu xa. Như là học những cái bài kinh mà dễ nhớ, dễ thuộc, rồi sau đó mình sẽ học đến những bài kinh nó khó hơn. Ví dụ như là có những cái bài kinh như kinh Pháp Cú, nó có những cái câu kinh rất là ngắn gọn, những cái thể văn xuôi, văn thơ nó rất là dễ nhớ, mà mình có thể học ghi nhớ được một cái câu nào đấy, và mình thường xuyên nhắc đi nhắc lại ở trong tâm, ôn đi ôn lại ở trong tâm. Nhờ vậy mà tâm của mình sẽ cái trí tuệ của mình nó tăng lên, mà những cái phiền não ô nhiễm nó giảm đi. Như là một cái người mình học những cái bài kinh Pháp Cú này, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói nên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Cứ niệm đi niệm lại, đọc đi đọc lại, ôn đi ôn lại, như vậy thì dần dần mình cũng thấm sâu, mình hiểu ra được những cái lời dạy thâm thúy, những cái lời dạy thánh thiện, những cái lời dạy rất là cao quý ở trong ấy. Mình biết là tâm dẫn đầu tất cả những cái điều khổ vui ở trên cuộc đời, tạo nên cái điều tốt, điều xấu đều là do tâm của mình hết. Những lúc mình gặp những cái chuyện khổ đau đấy là do những cái tâm bất thiện nó tạo ra. Với cái tâm ô nhiễm là cái tâm có tham sân si, thì cái lời nói đấy, cái hành động đấy là những cái hành động tội lỗi và sẽ để lại cái quả báo khổ đau.
Cũng vậy, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói nên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Nếu như mà cái tâm của mình không tham sân si, nó có cái sự an vui, thanh tịnh như vậy, thì những lời nói hành động của mình nó cũng là những lời nói vô tội, những lời nói công đức có thiện lành, và những cái lời nói hành động ấy sẽ để lại cái phước lành và sẽ được gặp những cái điều tốt lành, an vui. Vậy cho nên cái người mà không hiểu Phật pháp ở trên đời ấy, thì người ta không hiểu được rằng cái an vui nó từ đâu mà đến, mà khổ đau nó từ đâu mà ra. Người ta lại cứ nghĩ rằng là những cái sự mình gặp, có những người gặp những điều tốt ở trên đời, đấy là do người ta gặp được cái năm tốt, nó có sao tốt, rồi nó có tuổi tốt, rồi nó có cái tháng tốt, ngày tốt, giờ tốt, năm tốt. Vậy nên là khi làm gì người ta cũng phải chọn ngày, chọn giờ, chọn tháng, chọn năm, rồi là cúng bái, dâng sao, giả hạn, thờ cúng thần thánh, lễ Phật, cầu xin, ban ơn, ban phúc. Mà thực ra những người đi cầu xin như thế, đã ai đạt được những cái điều mà như mình cầu xin chưa? Đây mọi người đều đi lễ bái cầu xin, có ai Phật Thánh đã cho mình cái gì chưa? Phật Thánh chỉ cho mình những lời dạy, đó là cho mình cái đạo lý, giảng dạy cho mình cái cách sống, để cho mình bỏ những cái điều ác, dạy cho mình cách làm việc lành, dạy cho mình cái cách tạo ra sự an vui, tạo ra công đức, tạo ra phước lành. Chứ Phật Thánh đâu có ban phước, ban lộc, ban tài cho ai, mà Đức Phật, mà các ngài dạy cho mình cái đạo lý để mình bỏ đi những cái điều tội lỗi và làm những việc thiện lành, thì được hưởng cái việc thiện lành ấy. Như một cái vị thầy dạy những cái học trò những cái cách để cho cái người ấy biết gieo những cái hạt giống, để sau này cái người đấy tự làm ra được những cái điều an vui, chứ không phải là cái người thầy ngồi đấy mà ban phát tài lộc. Thế thì nếu mà một cái người cứ ngồi đấy ban phát thì những cái người khác người ta ỷ lại, người ta đâu có tự thân mình nỗ lực cố gắng nữa, cứ nghĩ rằng mình chỉ cần kính lễ Phật, thờ cúng Phật, kêu xin là sẽ có Phật Thánh cho mình cái này cái kia, thì mình sống mình đâu còn lo tu tập, đâu còn lo tạo tác ra những cái điều thiện lành nữa, đâu có tránh những điều tội lỗi nữa. Vậy nên là các bậc thánh nhân, Phật Thánh Diếp thì đều chỉ là những bậc thầy, những bậc đạo sư, những người chỉ đường, những bậc dạy những đạo lý cho mọi người phải hiểu, phải thực hành theo, thì mình mới có lợi lạc, mới có lợi ích được. Vậy nên Đức Phật dạy cho mình biết được rằng tất cả sự khổ đau đều là do tâm bất thiện nó tạo ra, tất cả cái sự an vui đều là do cái tâm thanh tịnh nó tạo ra. Vậy nên Đức Phật mới dạy cho mình cái cách tu tập ở trong nội tâm để dứt bỏ đi những cái phiền não, để mình phát khởi được lên cái trí tuệ. Nhờ đó mà mình thoát khỏi khổ đau, nhờ cái sự tu tập nội tâm mà mình đạt được cái sự an vui. Vậy nên cái sự tu tâm ấy nó phải được khởi đầu bằng những cái sự học những cái lời dạy, ghi nhớ những cái lời dạy, ôn tập lại những cái lời dạy trong những cái bài kinh điển, và mình phải học và phải nghe giảng Phật Pháp, rồi sau đó mình mới thực hành những cái lời dạy ấy, thực hành bằng cái việc giữ năm giới hạnh ấy, tránh xa sát sinh, trộm cắp tà dâm, nói dối, uống rượu ấy, rồi sau đó mình hãy thực hành bằng cái chánh niệm, bằng cái sự tu tập ở trong nội tâm, đó là ngày đêm luôn luôn tỉnh giác tưởng nhớ đến ân Đức Phật, và mình tưởng nhớ rằng vì Đức Phật là bậc đã đoạn trừ hết tham sân si nên ngài là bậc cao thượng, xứng đáng được kính lễ cúng dường. Khi mình lễ Phật nhá, là mình phải lễ như thế, lễ là con xin kính lễ Đức Phật vì ngài là bậc không còn tham sân si nữa, nên là bậc đáng để cho mình cung kính. Chứ mình không phải là con thờ Phật, con lễ Phật vì Phật ban phước, ban tài, ban lộc cho con, không có chuyện đó. Mà mình phải biết rằng vì Đức Phật là bậc đã diệt trừ hết phiền não, vì Đức Phật là bậc có trí tuệ, giác ngộ, cho nên là ngài cung, mình cung kính đảnh lễ Đức Phật như vậy, tưởng nhớ Đức Phật như vậy, làm cho cái tâm của mình nó có cái niềm tin, nó có cái sự tịnh tín lên như thế. Rồi sau đó thì mình cần phải tu những cái pháp môn để diệt trừ đi tham ái, tu tập những cái pháp môn để diệt trừ lòng sân hận,
tu tập những cái pháp môn để diệt trừ si mê tà kiến. Thế là cái vậy thì mình phải, nếu như một cái người mà mình thấy rằng mình có quá nhiều cái lòng tham nam, quá nhiều những cái sự ô đắm nhiễm và mọi thứ trên đời, thì đó là do mình cứ nghĩ rằng cái cuộc đời mình chỉ sống một lần rồi chết rồi là hết, cho nên là mình mới sinh ra cái tâm tham đắm như vậy, mới tạo ra điều tội lỗi. Chứ mình biết rằng mình chết rồi mình còn đi luân hồi tái sinh thì mình sẽ biết là vậy, thì mình cần phải làm cái gì, thực hành cái gì để khi chết mình được sinh về cái cõi lành, không bị sinh về cõi khổ đau. Vậy thì cái tâm của mình phiền não tham sân si thì khi chết mình sinh về khổ đau, diệt trừ tham sân si thì mình sẽ thoát khỏi những cái cõi khổ đau. Vậy mình cần phải tu tập những cái pháp môn để diệt trừ tham sân si ấy, bằng cái cách là khi mà mình tu tập ở trong nội tâm của mình luôn luôn tưởng niệm rằng mạng sống này sẽ chấm dứt trong cái chết. Mạng sống không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn nó sẽ đến, chắc chắn ta sẽ chết. Nên một cái người nào mình thường xuyên tưởng niệm như thế, niệm về cái thân của mình nó phải có sinh, có già, có bệnh, có chết, như thế thì cái tâm tham nó cũng giảm bớt đi. Biết là rồi cuối cùng mình chết mình sẽ không mang theo được cái gì cả. Khi chết rồi mình không thể mang theo người thân, không thể mang theo tài sản, không thể mang theo bất cứ một thứ gì trên đời. Vì vậy nên với một cái người nào luôn luôn có cái sự thức tỉnh, biết chắc rằng mình sẽ chết, hoặc là mình thấy một cái người nào đấy chết thì mình hình dung tưởng nhớ đến một cái xác chết, mình niệm xác chết bất tịnh, rồi sau đó mình quay về cái thân mình cũng niệm chắc chắn ta sẽ chết. Đấy là cái cách mà tưởng niệm như thế, thì cái những cái tâm tham ái, những cái tâm tham dục, những cái tâm tham đắm, những cái sự tham luyến thì nó cũng sẽ được chế ngự, nó sẽ được đè nén và nó sẽ được diệt trừ, làm cho người đó trở nên bớt đi cái phiền não tham lam. Hay là có những người vì cái tâm sân hận nhiều, tâm sân hận lớn là do mình hay có cái ác ý, hay có cái mâu thuẫn, hay nghĩ xấu về người khác, cho nên là mình hay có cái tâm sân hận với người. Vậy thì cái người ấy cần phải tu tập để dứt bỏ tâm sân hận ấy bằng cái cách đó là khi mà mình phải ngồi tĩnh lặng lại, giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại, mình hình dung đến tất cả mọi người ở trên thế gian hay là những người xung quanh mình, và mình khởi lên cái tâm lý, cái tư tưởng, và mình cầu nguyện là cầu mong cho mọi người được an vui, cầu mong cho mọi người được an vui, hạnh phúc. Khi mình cứ tư duy như thế, cứ tưởng niệm như thế, thì cái tâm từ ái nó tăng trưởng lên, cái tâm sân hận nó được chế ngự đi, nó không khởi lên cái tâm ác ý sân hận với ai nữa. Và cái người đấy nghĩ rằng tất cả chúng sinh ở trong luân hồi sinh tử khổ đau, vậy cho nên là tất cả mọi người đều có những cái nỗi khổ về thân tâm, cầu mong cho tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi khổ đau, cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khổ đau. Đấy cũng là một cái cách làm cho cái tâm của mình nó không bị sân hận, không ác ý với ai. Hay là một cái người mình có thể tưởng niệm rằng mong cho tất cả mọi người không phải để xa lìa những thành công đã đạt được. Tức là mình hướng tâm đến cái sự an vui, cái sự hạnh phúc, cái sự thành công của mọi người, rồi mình hoan hỉ theo, mình tùy hỉ theo, mình mong cho mọi người không phải xa lìa những thành công mà họ đạt được, thì tự nhiên tâm mình hoan hỉ với mọi người, mình an vui cùng với cái sự an vui của mọi người. Hoặc là một cái người mình luôn luôn có cái sự suy xét rằng mỗi người là chủ nhân của nghiệp, tức là mỗi người khi mình tạo những cái nghiệp tốt xấu thì người ấy sẽ gặp những cái quả tốt xấu do họ đã tạo ra. Mỗi người tạo ra những cái nghiệp thiện ác thì họ sẽ gặp những cái việc khổ vui do những cái nghiệp thiện ác mà họ đã tạo ra. Đấy, mọi người khổ vui là do những cái nghiệp thiện ác mà họ đã tạo ra. Tức là trong tâm mình luôn luôn tưởng nhớ như thế, mọi cái sự khổ vui của chúng sinh là do những cái việc thiện ác mà họ đã tạo ra. Mọi cái sự vui khổ của chúng sinh là do những cái tâm thiện ác của họ đã tạo ra.
Đấy là một cái cách mình suy xét như vậy, là cái người đấy là hiểu đúng về cái lẽ nhân quả, hiểu đúng về cái chân lý, hiểu đúng về cái sự thật, và cái người đấy sẽ có được cái sự tự tại, không yêu không ghét đối với ai ở trên đời, thì nó cũng bớt đi những cái tâm sân hận. Còn nếu như một cái người nào có cái trí tuệ thâm sâu, tu tập cái nội tâm để chế ngự phiền não bằng cái cách ngồi thiền, hướng tâm về hơi thở, nhận biết cái hơi thở vào ra, khi ngồi thiền giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại và hướng tâm lên trước cửa mũi này, rồi mình nhận biết cái hơi thở đi vào, nhận biết cái hơi thở đi ra, chú tâm nhận biết hơi thở đi vào, đi ra như vậy, liên tục như vậy, hàng ngày như vậy, trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm như vậy, làm cho tâm định tĩnh, làm cho cái phiền não giảm bớt ô nhiễm đi. Thì từ cái tâm nó định tĩnh được như vậy, khi nào tâm của mình nó định tĩnh sung mãn rồi, thì mình mới thấy được cái thân này là đất nước nửa gió, cái thân thể của mình, của con người này, trong này nó có những cái thịt này, gân xương, tủy thận, tim gan, não nách, phổi, ruột màng này. Đấy là những cái đặc tính của đất. Hay là trong thân này nó có máu này, có mủ, có mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu này. Đấy là nó thuộc về nước. Hay là trong thân này nó có những cái hơi thở vào ra, có cái gió ở trong bụng, trong ruột này, đó là gió. Trong thân này nó có cái hơi ấm này, nhiệt độ nóng lạnh này, đó là lửa. Cái thân này là tứ đại đất nước nửa gió như vậy, nó luôn luôn vô thường giả tạm như vậy. Vậy cho nên khi sống ở trên đời, mình cần phải sống theo cái hạnh của đất. Sống theo cái hạnh của đất, lúc nào mình nghĩ cái thân mình nó cũng chỉ là như đất. Vậy thì trên mặt đất này người ta dẫm đạp nên đất nó cũng không sân hận, không buồn phiền. Ở trên mặt đất này người ta có thể đi đại tiểu tiện, người ta có thể đổ những cái đồ ô uế máu mủ lên đấy, đất nó vẫn thản nhiên, đất nó không sân hận, không oán hận, không hờn trách ai. Vậy một cái người nào mình hiểu rằng cái thân của mình nó cũng giống như đất ở bên ngoài, vậy thì mình không nên ngã mạn, không nên khinh thường, không nên gây sự với ai, cho dù ai đối xử tốt xấu với mình cũng phải sống thản nhiên, phải sống sống một cách có sự kham nhẫn, có cái sự bao dung rộng lớn giống như đất ở bên ngoài. Vì trong thân thể của mình nó còn hôi thối hơn cả đất ở bên ngoài. Hàng ngày mình đi đại tiểu tiện ra, nó còn thối hơn đất, nó còn xấu xa hơn đất, nó còn ô nhiễm hơn cả cái đất bên ngoài. Cũng như vậy, phải biết rằng cái thân này là đất nước nửa gió, mình phải sống cái hạnh như nước ấy. Nước ở bên ngoài người ta có thể đến đấy, người ta rửa tay, rửa chân, rửa những cái đồ ô nhiễm, nhưng mà nước không bao giờ oán hận, hờn giận, trách móc ai. Thì trong thân thể của mình nó chỉ là nước thôi, hàng ngày mình uống nước vào trong đấy, nước ở bên ngoài nó cũng là nước, mình uống vào trong thì mình thấy nó là mình. Cái thân của mình nó chỉ là đất nước nửa gió như vậy. Khi mình lại nhận rằng nước này là ta, của ta, mai mình đi tiểu ra bên ngoài, cái nước này nó lại trở nên khai thái, thối, nó ô nhiễm, nó ô uế máu mủ của mình nó mà ra bên ngoài, thì nó còn ô nhiễm hơn cả cái nước ở bên ngoài. Vì vậy cho nên trong thân của mình nó cũng là đất, là nước, nhưng nó bẩn hơn đất nước ở bên ngoài. Không có gì cao quý, không phải là cái thân này nó không có cái gì tốt đẹp, nó không có cái gì là xinh đẹp cả. Vì vậy cho nên đừng nghĩ cái thân này là đẹp, đừng nghĩ thân này là xinh, đừng nghĩ nó là đáng yêu. Mai chết rồi, run bọ, sâu bọ, run dế nó vào, nó ăn, nó rúc rỉa ở trong đấy. Rồi mình cũng sẽ trở về với đất, với nước mà thôi, chứ có đâu có phải cái thân này nó có phải là của mình, nó phải là mà mình cứ chấp giữ nó. Đây là của tôi phải chiều chuộng cái thân này, phải có nhiều nhà cửa sang trọng, quần áo xinh đẹp, chăm chút cho cái thân này từng ngày, từng tháng. Thì cái đấy là một cái sự si mê. Cái người có trí tuệ ra thì mới hiểu ra được cái thân này nó chỉ là cái hôi thối như đất, như nước ở bên ngoài. Vì vậy cho nên rằng có ai khen mình thì mình cũng thản nhiên, vì cái lời khen đấy nó không thật, vì cái thân này nó không có đẹp, mà nó thật sự nó rất là bất tịnh, hôi thối. Ai có chê mình thì cái lời chê nó không thật, bởi vì cái thân này bản chất nó là như vậy, là đất nước như vậy, là nửa như vậy, là gió như vậy. Nửa thì nó có thể đốt cả những đồ tốt, đồ xấu,
phân nước tiểu nó cũng đốt được, hay là củi là sạch, hay là hôi thối nó cũng đốt được hết, gió cũng vậy, nó cũng có thể thổi hết tất cả các mùi thơm của hoa, nhưng nó cũng có thể thổi cả những cái mùi hôi thối. Thì trong thân của mình vậy, nó cần phải có cái sự chấp nhận cả những điều tốt và những điều xấu. Những cái điều tốt đến mình cũng phải thản nhiên, những cái điều xấu đến cũng thản nhiên. Ai đối xử tốt với mình cũng thản nhiên, ai đối xử xấu cũng thản nhiên. Đừng vì cái thân này mà mình tạo ra tội lỗi, đừng vì cái thân đất nước lửa gió này mà mình đi làm khổ, làm hại người khác, để rồi mình phải tạo ra những cái ác nghiệp, để rồi khi chết mình phải đọa vào những cái cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Còn nếu như mình cũng có cái thân người này, nhưng là cái người đấy biết học đạo, biết tu tâm, biết tạo ra những công đức, biết phát sinh ra những trí tuệ, thì sau khi chết, hoại diệt cái thân này, từ bỏ cái thân này, chấm dứt cái mạng sống này, mình sẽ có cái thân tốt đẹp hơn, cao thượng hơn, thánh thiện hơn. Đó là mình có thể sinh về các cõi thù thắng hơn, hoặc là từ cái thân này mình có thể đi đến cái sự giác ngộ giải thoát, chấm dứt cái vòng luân hồi sinh tử. Nếu như cái người nào đấy nỗ lực tinh tấn học đạo tu tâm hàng ngày hàng giờ liên tục và không gián đoạn, lúc nào mình cũng tu tập, tức là lúc nào trong tâm mình cũng học, cũng ôn, cũng chỉ tưởng nhớ đến những cái lời Phật dạy thôi, mà mình quên buông xả hết những cái tâm tham sân si đi, để cho cái tâm mình luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, ghi nhớ và tu tập những cái lời mà Đức Phật dạy liên tục ở trong nội tâm ấy, thì dần dần mình sẽ đi đến giác ngộ giải thoát, giống như Phật trở thành những bậc thánh nhân giải thoát, hoặc là sinh về những cõi thánh thiện an vui, chấm dứt cái khổ đau luân hồi sinh tử. Thì cái hàng ngày hàng giờ mình học đạo tu tâm, mình đến chùa tu tập chỉ là một ngày một giờ một khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng học những cái đạo lý gì mình cần phải ôn đi ôn lại ở trong tâm, và phải duy trì giữ gìn những cái giáo pháp đấy ở trong tâm mình mọi lúc mọi nơi mọi thời mọi khắc, trong mọi tất cả khi đi đứng nằm ngồi, không rời những cái chánh niệm ấy, không rời những cái giáo pháp ấy, thì những cái phiền não nó mới được diệt trừ, mình mới sống với tâm không có phiền não, không có ô nhiễm, không có tham sân si, thì khi chết mới không bị tái sinh vào những cõi khổ đau như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Cái tâm an vui đấy, mình sẽ được sinh về cái cõi an vui cao thượng, cõi người hoặc cõi thiên giới, hoặc chứng đắc niết bàn giải thoát khổ đau. Đấy là nhờ học cái pháp Phật để mình luôn luôn tưởng, luôn luôn ghi nhớ rằng mình là một chúng sinh đang sống ở trong luân hồi tái sinh khổ đau này, và mình cần phải cố gắng tu một cái pháp môn nào đó để đoạn trừ phiền não tham sân si. Đoạn trừ phiền não tham sân si thì mình sẽ thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Mọi người có muốn thoát ra khỏi luân hồi sinh tử không? Cố gắng tu tập nhiều vậy nhá. Tu tập để diệt trừ hết phiền não tham sân si đi ha, thì sẽ ra khỏi luân hồi tái sinh nhá. Xin chúc cho các Phật tử được an vui và thoát khỏi luân hồi tái sinh, thoát khỏi khổ đau sinh tử. Mọi người chắp tay đọc theo sư nhá. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ phiền não tham sân si. Phước lành tu tập của con nguyện làm duyên chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau luân hồi sinh tử. Phước lành này của con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con xin chia đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con
xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du, nành thay, nành thay, nành thay.